vượt lên trên những khó khăn thách thức, các địa phương thuộc vùng Nam Đông Bộ gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu đang vươn bình mạnh trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tại Bình Dương, lũy kế đến nay, doanh nghiệp có vốn nước ngoài đầu tư vào Bình Dương hơn 4.200 dự án với tổng vốn đăng ký trên 40,3 tỷ đô la Mỹ. Bình Dương đang nỗ lực lớn trong giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tập trung tháo gỡ các vướng mắc của doanh nghiệp, đơn giản và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số trên các lĩnh vực, tăng xúc tiến thương mại, tạo ra đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Từ đó thúc đẩy chung sự tăng trưởng tổng sản phẩm GDP của khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.